dancing on the beat. Uchiha Sasuke lớn lên trong sự thù hận Uchiha. Đó là khi cậu biết ra ở người anh trai, cậu tự cho rằng mình phải luôn mạnh để có tương lai. Ngay từ nhỏ cậu phải luôn sống sau lưng người anh mình, đặt hy vọng và lòng ngưỡng mộ khi anh không được thanh minh. Trên đường về cậu mắc phải ảo thuật đặc trưng của Uchiha, cậu thấy được cảnh anh Itachi giết mẹ lẫn người cha. Muốn trả thù thì cách tốt nhất là mạnh hơn người anh trai, cũng là động lực tốt ngày khi vừa 7 tuổi của một thiên tài. Cậu luôn xem thường và không quan tâm đến Naruto, nhưng ai biết được nhờ Naruto nên Sharingan mới bùng nổ. Đội số 7 được chỉnh nhắc bởi Kakashi, thầy đã dạy cho cậu tuyệt kỹ ninja Chidori. Cắt ra hệ lo và cả năng khiếu, cậu học rất nhanh, đến trọng thương luôn cả Gaara làng cát còn phải thất thanh. Trước đó cậu có ấn chú do Orochimaru gây ra, ép buộc cậu theo chân ông ấy và bỏ lại làng bán. Cũng vì thù hận mà cậu bỏ rơi tất cả để đi tìm kiếm sức mạnh mà ngài sẽ ban từ cái ấn chú cho cậu ta. Uchiha Sasuke để anh trai Itachi, Uchiha Itachi và bản thân Naruto, Uchiha Naruto và cả người yêu Sakura. Uchiha Sasuke, Sasuke người anh trai Itachi, Uchiha Itachi người bản thân Naruto, Uchiha Naruto và cả người yêu Sakura. Naruto đi tìm cậu trong một nhiệm vụ đặc biệt, cậu sẵn sàng dùng kiếm giết chết bản thân mà không hề tiếc. Những chuyện xảy ra trước đó là cậu không cần nhớ, cậu chỉ cần trả thù thành công thì xem mọi chuyện coi như mơ. Sasuke từ tay giết chết Orochimaru, thành lập Baby với tất cả chỉ có 4 thành viên, Suzetsu cùng Karin và cả chàng Zugo, với mục đích giết chết anh trai để trong lòng cậu bất lo. Sau khi chính tay giết chết được Itachi, cậu nhận ra một điều là giờ mới hiểu cảm giác anh trai thương mình là không hề thiếu. Tất cả là tại Denzo ra lệnh trong đội anh Bu, nhưng vì nhiệm vụ nên phải thực hiện, đâu phải tại anh đâu. Sasuke tìm giết Denzo sau khi biết được sự thật, cậu trở lại với ngôi làng lá mà trong lòng cậu từng mất, cùng Naruto đến cụ thành lập ra tập Uchiha, người mang dòng máu có Sharingan đó là Madara. Uchiha Sasuke có một người con Sarada ở đám đen Sakura, làng yên bình Konoha. Uchiha Sasuke, có một người con Sarada ở đám đen Sakura, làng yên bình Konoha. Sasuke đi ngồi nhu giống như ngài Jiraiya, cậu sẵn sàng giúp đỡ khi mọi người cần ở làng lá. Trong lòng cậu vẫn luôn có một sự thật là người bạn thân tên Naruto và quê hương Konoha.